Đất nước của chúng ta khắp nơi đều có đập nước, vì vậy nên cảnh quan nhân tạo quanh đó cũng cùng xuất hiện và trở thành địa danh nổi tiếng. Khi tìm hiểu về các con đập, chúng ta sẽ biết đến một nơi, đó chính là Viện Văn hóa Nước. Đập sông Han Than được xây dựng vào năm 2004 để giải quyết lũ lụt tại lưu vực sông Im Chin do lượng nước khá lớn chảy vào từ sông Han Than. Tại nơi đây cũng có Viện Văn hóa Nước. Nhìn quanh thì nơi đây đang trưng bày quá trình hình thành, nguồn gốc của cái tên Han Than và cả những tác phẩm văn học có liên quan đến Han Than. Tôi đang hồi hộp chờ đợi rốt cuộc là những câu chuyện nào đang chờ chúng ta phía trước. Có thể nói rằng ở khắp nước ta, nơi nào có đập nước thì đều có Viện Văn hóa Nước cả. Toàn quốc có khoảng 20 cái, Viện Văn hóa Nước sông Han Than là viện được xây dựng gần đây nhất và cũng là nơi có nhiều thứ để xem nhất. Đến bây giờ, viện được hoàn công và mở cửa được hơn một năm. Chúng tôi dự đoán rằng sau 3 năm nữa, nơi đây sẽ trở thành địa điểm nổi tiếng và thúc đẩy nền kinh tế của khu vực. Sông Han Than được bắt nguồn từ núi Bét Cha, huyện Pyeongkang, tỉnh Gangwon, Bắc Triều Tiên. Từ đó đến điểm hợp lưu sông Im Chin hơn 140 km. Trước đây do sự phun trào của núi lửa nên tạo ra các gành đá Bazan. Vì vậy, sông Han Than là sông Bazan duy nhất ở nước ta. Vì lý do đó nên sông rất đặc biệt. Ở Viện Văn hóa Nước của chúng tôi có rất nhiều thứ để xem. Trong số đó, thứ đầu tiên nhất có thể nói đến đầu tiên là chúng ta biết rằng sông thường được mọi người gọi là sông than thở, nhưng thực tế từ Han Than, Han có nghĩa là to lớn và từ Than có nghĩa là dòng chảy xiết. Vì vậy Han Than Kang có nghĩa là con sông lớn chảy xiết. Ở đây còn có phòng panorama có thể xem toàn bộ quá trình hình thành và nguồn gốc của con sông. Có phòng chiếu phim và có khu trải nghiệm việc nhóm lửa thời đồ đá cũ và có game đồ họa nước mà các em nhỏ rất thích. Vì gọi là game đồ họa nước nên các em nhỏ sẽ trực tiếp chạm tay vào màn hình rồi vẽ ra các đường nước. Có thể viết tên mình hoặc viết bất cứ thứ gì vào cũng được. Trò chơi này khiến cho các em nhỏ rất thích và chơi một cách say sưa. Tiếp theo, ở trên tầng 2 là có phòng nghỉ ngơi. Bố mẹ và các bé có thể nghỉ ngơi ở đây một tiếng. Chúng tôi đang tạo ra một không gian để cho mọi người có thể vui chơi bất cứ lúc nào. Ở đây còn có giảng đường cho tất cả những người dân có thể sử dụng. Con sông có lớp Bazan hình thành dọc theo bờ sông duy nhất ở nước ta, nơi có những gành đá tuyệt đẹp. Sông Han Than được hình thành từ sự phun trào của núi lửa khoảng 50.000 năm trước. Núi lửa phun trào và dung nham chảy lên bề mặt của sông, sau đó cứng lại. Qua năm tháng theo dòng chảy, lớp dung nham bị bào mòn và tạo thành các khe núi gành đá. Do sông Han Than được hình thành từ việc phun trào của núi lửa, nên có rất nhiều nham thạch đặc biệt. Bên này vì có nhiều nham thạch đa dạng nên được nhiều học sinh đến để tham quan. Dung nham gành đá có ở khắp nơi.